Ngoan. Đi. Đi. Dạ. Để cho bà toán cho tôi đi. Không. Không. Hôm 7 giữa 12 tới giờ đến 12 rưỡi trưa. Hôm 7 tháng 6. Thế gia đình tôi thì hai vợ chồng thì nghỉ phép ở nhà mấy mấy đứa con. Thế nên là nó máy bay nó đến không kịp báo động, thế là không thể chạy, coi như là gia đình tôi thì chết mất 4 người, 3 người, còn mình tôi bị thương. Tôi thấy cái cảnh thù của đế quốc Mỹ không biết đến bao giờ. Gia đình tôi đương hùng chuộc với nhau, gia đình 7 người con, 2 vợ chồng là 9. Bây giờ chồng chết, con chết, còn mình tôi là bị thương, còn 4 đứa con, 5 đứa con dại. Tôi ở nhà, ai nuôi cho tôi? Cháu học xong nghỉ hè, cháu về đỡ cha mẹ cháu hay nha, cháu đi về hai lâu thôi. Máy bay nó đến, bay nó đến rồi nhà cháu bị nó bỏ, cháu mong làm sao cháu gọi cho đi bộ đội cho bắn máy bay. Tôi rất công cho mình nghĩ báo cáo các bạn là đêm 15 dạng ngày 16 tháng 4 năm 72, lúc bây giờ khoảng cơ 2 giờ 15 phút rồi đêm hôm ấy thì là máy bay Mỹ có vào lần trước thì tôi nghe tiếng thế nhưng mà không dám ra. Thế cho đến lần thứ hai thì máy bay Mỹ có bay vào thì có hét đi, thì lúc bây giờ làm cũng làm hết cả hồn vía những trong gia đình. Thì lúc bây giờ tôi thì trong gia đình tôi có mấy người là trong thì là tôi mới nằm không gần giường tất cả, thì là tôi không ra. Thì lúc bây giờ thì là về sau này thì là thấy bỏ bom, thấy Mỹ bỏ bom thì thấy chớp sáng, nhưng mà động to, tiếng nổ to quá. Thì lúc bây giờ trong gia đình tôi nằm ở trong gia đình, lúc bây giờ con cái tôi thì đi vắng mấy người, còn trong gia đình tôi còn có 4 người thì nằm ở trong gia đình thì là nhà thì là động, lúc bây giờ nhà đổ hết thành bay mất cả nhà, thì còn độc tường thôi, còn độc tường thôi. Thì dậy thì tôi thức dậy thì là tôi sang bên nhà con tôi, thì lúc bây giờ cái nhà này thì là mất hết cả nhà rồi, chẳng còn gì cả, tường tức đổ tại cả rồi. Thì tức là ra đây thì là gọi con không thấy. Thì trong gia đình con cả tôi ở đây thì là có 5 người, gọi nó có ngén. Thì tôi ra tôi gọi con tôi thì không thấy, thì thấy đây một cái ô bom, đây ô bom thì nhà cửa bay mất cả rồi. Thì còn mỗi một người con tôi thì nằm ngất ngoái chết ở đây thôi, còn người vợ cả nó, vợ của nó
thì cũng có mang 4 tháng. Thì thằng kia chết, chỉ còn ngang người thôi, thì bay mất. Còn một người con của nó 15 tuổi, con gái, tên là Nghển, thì bay mất khác. Còn con thứ con trai của nó tên là Trần Văn Triều, thì cũng chỉ còn mất khác, chỉ còn cái áo thôi, cái hòn gì đó. Còn cái con bé con thì cũng chết, thì đẹp nhà ra thì nằm ngoài này. Thì tôi lại sang bên con thứ hai tôi bên đây, thì tôi gọi con tôi thì chẳng thấy gì, mất thật cả nhà cửa. Thì ở trước cửa này một quả bom vào giữa cửa nhà, phố nhà này một quả bom. Thì trước tôi gọi con tôi chả thấy gì cả, thì con mỗi một thằng bé thì nó kêu lên, thì là thằng bé 11 tuổi nó kêu lên, thì nó gãy cẳng một bên đùi này. Còn bố mẹ nó thì chết hết cả. Nhà gồm con 6 người thì còn hót một nó. Thì là bố nó thì chết võ mất đứng đầu này, chết mất. Còn mẹ nó thì chết thì còn bộ quần áo, tóc thì còn gì cả. Thế là hôm nay cháu đặt cách cho con nhớ muốn cháu không? Con nhớ ngày đọc tốt cháu rồi hả con? Con học đi nhá. Con học đi. Con học thế đâu, con nhớ bố mẹ đâu lắm phải không? Chừng đây cháu cả mình đi mà. Chừng đi bà con. Cháu mày chân có đòn đau nữa không? Cái hôm nay chân tay nó còn đòn, có đây nó cũng đỡ đau à? Cái hôm nay cháu học sách gì đây? Cháu đọc sách gì đây? Cái hôm nay cháu đỡ đau rồi phải không? Cái cháu chịu khó học đi nhá. Có học đi rồi ngày sau người nhớ nên là để mà trả thù cho bố mẹ cháu nhá. Mỹ Mỹ Sơn nó cho nó máy bay ném bom và xé xác của bố cháu ra từng mảnh, vứt ra còn tất cả các em cháu bị mất. Thì hôm nó ném bom thì khi máy bay đến thì em có nghe thấy tiếng máy bay tiếng bom không? Lúc máy bay đến thì coi là chỉ thấy máy bay đến mà không nghe cái tiếng bom. Và hôm đấy cháu thì không có ở nhà, cháu đi ngủ nhờ ở nhà hàng xóm ở trên kia. Phần thì những cái gia đình bị chết rồi nằm ở nhà đây. Vâng, còn bao nhiêu người ở nhà chết, còn muốn hai em nhỏ và cháu này thì coi là bị bom của trường súng vùi lên thì bớ ra thì còn thấy hai em nhỏ của cháu đây. Bây giờ còn có 3 anh em. 4 anh em, còn một anh cháu thì coi là đi làm. Tức là lúc ấy anh cháu đi làm sao? Vâng. Gia đình có thiệt hại vô dạng? Gia đình coi là mất hết không còn cái gì. Nhà ở đây đấy. Nhà ở đây thì coi là thôn với lại thôn bạn họ sang họ xây dựng cho cái nhà. Như thế là ngày 16 thì hồi 9 giờ rưỡi như thế là giặc Mỹ tự nhiên đem máy bay đến bắn phá khu chúng tôi. Thế thì trong cái hoàn cảnh là chúng tôi hiện nay thì ở cái khu vực này thì là đều là dân cư thôi, không có cái mục tiêu quân sự gì cả.
khi máy bay đến rất là nhiều và ồ ạt đến thì gia đình tôi và các cháu đều chui xuống hầm trú ẩn. Trên hầm trú ẩn thì đều có ngụy trang và để những cái chăn để lên để tránh mạnh mảnh đạn rơi xuống. Thì trong cái lúc đó thì bom đếm xuống rất là ồ ạt và chỉ nghe thấy tiếng bụp một cái thôi. Thế và bổ các cháu bịt tai lại thì quay sang thì chỉ thấy bà cụ bế thì bế con cháu con như thế này. Thì cháu đã ngất đi rồi. Càng bổ là thôi chết rồi, con tôi chết rồi. Con tôi chết rồi, thôi con nằm đây để mẹ như chú bố. Lúc bây giờ tôi vất cháu vào một cái nhà bên cạnh. Sau đó thì nhảy xuống hầm. Thì chồng tôi chết. Bà mẹ chồng nằm vật ra và cháu nhỏ này đều nằm xuống. Thì lúc giờ tôi mới lôi vào. Thì coi như thế là chồng thì bị bổ dọc đầu thế này và sủng một đạn. Và tay tôi lúc bây giờ rụt xuống thế này và mảnh đạn ở đây máu cứ chảy ra. Thế thì lúc bây giờ thì lôi các cháu và bà cụ vào trong nhà. Sau đó thì tôi tùy xuống băng cho chồng. Băng cho chồng xong thì bắt đầu tiêm cho anh ấy hai mũi hai bên. Thế và thằng này nó khóc rằng bố ơi, bố đi dậy đi, bố đừng chết, bố sống đi. Thì tôi có nói với cháu rằng thôi bố không chết đâu, con yên chí. Thì lúc bây giờ cháu kêu rằng tôi chóng mặt quá, tôi chóng mặt con chóng mặt quá. Thì tôi bảo là tôi con yên chí. Thì tôi bắt đầu tôi tiêm cho cháu và băng cho cháu. Thì đầu cháu nát. Thế thì quay sang nhìn thấy bà cụ đây thì hết xương đây, băng lại cho bà. Và cánh tay cũng nát. Thì lúc bây giờ tôi thấy rằng đau thương quá, không thể làm thế nào được. Đành phải là băng bó xong đâu đối thì máy bay giặc Mỹ lúc bây giờ nên ngừng ném bom. Thì đội tải tương bắt đầu đến. Thì lúc bây giờ thì võng nhà tôi, chồng tôi và các cháu này đi ra bệnh viện. Lúc bây giờ cánh tay còn một cánh tay để làm các cháu đi. Với cái hoàn cảnh như thế thì các đồng chí tải thương đem tới bệnh viện để cấp cứu. Thế trong lúc mà bị như thế thì bị cái quả bom này ba quả rơi đây một quả đây một quả rồi bom xuyên này vâng xuống sáng ngang như thế này và các cháu này bị thương con coi như là cánh tay cháu đi nát này cái là mạnh đạn của cháu hãy thằng nằm cái tay tôi bây giờ thì tôi như thế không nào bây giờ một nách thì một mình một mẹ già 70 tuổi và hai cháu thơ như thế này không biết làm sao. Với hoàn cảnh này thì tôi chỉ biết rằng các ông đến đây thì tôi tố cáo cái đội đế quốc Mỹ nó đã tàn sát nhân dân chúng tôi mà trong đó có gia đình chúng tôi như thế để nhờ các ông tố cáo với thế giới rằng đấy hành động ném bom của chúng đối với những bà già và trẻ con chúng tôi như thế.